Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài 20 của chương trình hóa chính Hợp kim sắt, gan thép. Trước hết chúng ta cần tìm hiểu hợp kim của sắt là gì. Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim. Ta sẽ tìm hiểu về một số hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng như gan và thép ngay sau đây nhé. Đối với gan, gan là hợp kim của sắt với carbon, trong đó hàm lượng carbon chiếm từ 2-5%. Ngoài ra, còn có một lượng nhỏ các nguyên tố khác như Si, Mn, H. Gan cứng và giòn hơn sắt. Đây, các em nhìn hình minh họa gan. Tôi là gan đây nhé. Tôi chính là hỗn hợp của sắt nóng chảy hòa tan carbon, trong đó hàm lượng từ 2-5% thôi. Ngoài ra tôi còn có các nguyên tố khác. Và gan được chia thành hai loại là gan trắng và gan xám. Gan trắng dùng để luyện thép, gan xám dùng để đúc bể máy, ống dẫn nước hoặc làm các vật dụng trang trí. Người ta còn dùng để làm các chảo gan nữa. Thép. Thép là hợp kim của sắt với carbon và một số nguyên tố khác. Đây, các em nhìn hình minh họa, tôi chính là thanh thép. Cũng là hợp kim của sắt nóng chảy hòa tan carbon và các nguyên tố khác, nhưng nhớ hàm lượng carbon dưới 2%. Thép có nhiều tính chất vật lý và tính chất khoa học rất quý mà sắt không có được, như tính đàn hồi, cứng, ít bị ăn mòn v.v. Thép dùng để chế tạo các chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao động. Đặc biệt, thép dùng để làm vật liệu xây dựng, chế tạo các phương tiện giao thông, vận tải. Và ngày xưa trong chiến tranh, người ta còn làm các loại xe bọc thép để chống đạn hiệu quả đó các em. Vậy người ta sản xuất gan thép như thế nào? Về sản xuất gan thì nguyên liệu là các loại quặng sắt trong tự nhiên. Có thành phần chủ yếu là các oxide của sắt như là magnetit chứa Fe3O4, hematit chứa Fe2O3, than cốc, không khí dầu oxy, đá vôi và một số chất khác. Đây là hình của quặng oxide sắt. Than cốc đã được tinh chế và đá vôi. Những nguyên liệu này được dùng như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nhé. Đối với nguyên tắc sản xuất, thì người ta sẽ dùng CO để khử các oxide sắt ở nhiệt độ cao trong lò luyện kim để nó chuyển thành sắt. Quá trình sản xuất có một số phản ứng chính. Phản thứ nhất là phản ứng tạo thành khí CO, than cốc sẽ được đốt với oxy trong không khí, tạo CO2. CO2 này tiếp tục bị than cốc khử thành CO. Sau đó người ta dùng CO khử quặng sắt ở phần thân lò. Phần giữa thân lò nhiệt độ cao từ 5-600 độ C, và CO này sẽ khử các oxide của sắt để chuyển thành sắt nóng chảy. Sắt nóng chảy sẽ tiếp tục hòa tan carbon để tạo thành gan và phản ứng tạo sỉ. Đá vôi CaCO3 ở nhiệt độ cao sẽ phân hủy thành CO và khí CO2. CO này sẽ hòa tan những tạp chất để tạo thành các muối, và những muối này không tan trong sắt nóng chảy sẽ nổi lên dưới dạng sỉ và được tháo ra ngoài. Về sản xuất thép thì nguyên liệu chính là gan trắng hoặc gan xám, sắt phế liệu và khí oxygen. Người ta dùng gan để làm gì? Để hạ cái hàm lượng carbon trong gan xuống dưới 2% thì nó sẽ chuyển thành thép. Đó chính là nguyên tắc chính để sản xuất. Oxy hóa các tạp chất CS, Si, B, Mn có trong gan thành oxide, rồi biến thành sỉ
để giảm hàm lượng carbon trong gan xuống dưới 2% và tách ra ngoài. Quá trình sản xuất thép như thế nào? Thép được sản xuất trong các lò luyện thép. Khí oxygen sẽ oxy hóa các nguyên tố CH tạo thành các chất khí và sẽ tách khỏi gan. Ví dụ như C sẽ bị oxy hóa bởi oxy không khí thành CO2, H thành SO2 tách ra và sản phẩm thu được sẽ là thép. Chúng ta tiếp tục sang bài 21, sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là sự ăn mòn kim loại. Ăn mòn kim loại ở đây không phải như chúng ta mài dao cho nó mòn thì gọi là ăn mòn kim loại nhé. Mà ăn mòn kim loại là gì? Đó là sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường, được gọi là sự ăn mòn kim loại. Phần này các em học ghi nhớ 1 trang 66 trong sách giáo khoa và tham khảo thêm ở trang 64. Thế thì những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại? Thứ nhất là các chất trong môi trường. Thứ hai là nhiệt độ. Nếu các em có đi Vũng Tàu hoặc đi biển thì các em sẽ thấy những cái nhà ven biển hoặc những cái phòng tắm mà người ta có sử dụng kim loại thì những kim loại đó đại đa số đều bị ăn mòn bởi môi trường muối. Vậy môi trường càng bị ô nhiễm thì ăn mòn kim loại xảy ra càng nhanh và càng nhiều. Nhiệt độ càng cao thì kim loại sẽ bị ăn mòn càng nhanh hơn nhé. Nếu chúng ta biết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại rồi, thì chúng ta sẽ làm thế nào để bảo vệ các đồ vật kim loại không bị ăn mòn? Chúng ta sẽ làm ngược lại những cái yếu tố đó. Nếu dưới tác dụng của môi trường kim loại bị ăn mòn, thì chúng ta sẽ ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường, là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta chế tạo những hợp kim ít bị ăn mòn. Như thế nào là ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường? Chúng ta có thể phủ lên bề mặt kim loại bằng cách sơn, mạ, bôi dầu mỡ, xi để cho kim loại tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Hoặc như xe đạp mới, các em sẽ thấy người ta sẽ nhúng mỡ để bảo vệ các dụng cụ đó. Các em có mua xe đạp mà đụng vào các ni lông, các em sẽ thấy nó rất là nhớt, nhầy nhầy. Đó là do một lớp mỡ đã được tráng lên trên đó để giữ cho nó được bền lâu hơn, không bị ăn mòn. Chế tạo các hợp kim ít bị ăn mòn, người ta sẽ sản xuất một số hợp kim ít bị ăn mòn hơn. Ví dụ như thêm vào thép một số kim loại như chrome, nickel, nó sẽ làm tăng độ bền của thép với môi trường. Về nhà các em nhớ học bài và chép bài đầy đủ nhé. Thân chào tất cả các em.